Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn làm món mì udon trộn sốt đậu phộng. Món mì này làm đơn giản, các bạn có thể ăn chay hoặc ăn mặn đều được. Và nguyên liệu ngày hôm nay của mình đó các bạn, thì mình sẽ sử dụng là một gói mì udon như thế này, dành cho một người. Rồi tiếp theo đây là những nguyên liệu thì mình cần là một muỗng canh bơ đậu phộng nè, nửa muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh dầu mè, 1 muỗng cà phê ớt sa tế, 3 muỗng canh nước lọc. Và đây là gừng băm và tỏi băm, thì mọi thứ mình sẽ cần là nửa muỗng canh nhé. Và chỉ cần những cái thành phần đơn giản như thế này thì mình sẽ có một cái món mì udon trộn sốt đậu phộng rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm liền cái món mì ngày hôm nay của mình nhé. Rồi bây giờ mình sẽ pha cái nước sốt trộn mì của mình trước nhé. Bây giờ mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh đường, nửa muỗng canh dầu mè, 1 muỗng canh bơ đậu phộng. Cà phê ớt sa tế nha. Nếu các bạn nào mình ăn cay được thì mình sẽ cho vào. 3 muỗng canh nước lọc luôn các bạn, mình cho vào đây. Rồi mình cũng sẽ cho vào đây là nửa muỗng canh gừng băm và nửa muỗng canh tỏi băm luôn, mình cho vào hết. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều cái sốt này lại với nhau nha. Rồi nước sốt của mình cũng đã trộn xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ qua mình luộc mì của mình. Rồi bây giờ mình bắt một cái nồi nước nhỏ lên trên bếp, mình nấu cho nước nó sôi lên. Nước nó sôi thì mình sẽ cho mì của mình vào trong cái nồi này mình luộc các bạn. Mình luộc 4 phút để cho cọng mì của mình đó nó chín mềm. Rồi mì của mình luộc cũng xong rồi các bạn, bây giờ mình sẽ tắt bếp. Rồi mình sẽ vớt mì của mình ra ngoài để cho nó ráo nhé. Rồi mì của mình nó luộc xong thì bây giờ mình sẽ cho mì của mình vào trong cái tô nước sốt mình trộn sẵn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn nó lên nhé, để cho mì của mình nó thấm đều gia vị nè. Bây giờ mình sẽ cho mì của mình ra dĩa để mình thưởng thức cái món mì của mình nhé. Rồi bây giờ mình có thể mình rắc thêm một tí hành lá lên trên mì của mình như thế này. Và rắc thêm một tí mè rang. Như vậy là cái dĩa mì udon trộn sốt đậu phộng của mình cũng đã xong rồi các bạn. Rất là nhanh nè, làm đơn giản mà ăn lại ngon nữa. Và bạn nào cũng có thể làm được cái món ăn này. Và mình chúc các bạn vào bếp làm thành công cái món này nhé. Xin chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.